Vụ Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân chưa bị khởi tố thêm tội danh. Như tin đã đưa, thời gian qua các cơ quan của tỉnh nhận rất nhiều đơn tố cáo từ tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, hiện là thiền am bên bờ vũ trụ. Tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin. Vụ án đang trong quá trình điều tra, Công an đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân để thống nhất đưa ra kết quả cuối cùng của vụ việc. Cần thống nhất các tội danh và khi có kết quả cuối cùng sẽ cung cấp thông tin với báo chí. Những tố giác trước đó đều xoay quanh các vấn đề như lợi dụng hình thức tu tại gia, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện loạn luân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận các đơn thư tố giác, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Hòa đã vào cuộc để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đại tá Văn Công Minh cũng cho biết, tiếp đến ngày 4 tháng 1 có tin báo của người dân về việc các đối tượng sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục có hoạt động kêu gọi từ thiện, có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nên ngày hôm đó, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang khám xét hộ gia đình của bà Cao Thị Cúc. Công an đã làm việc với từng người sinh sống tại đây. Đến nay, ông Lê Tùng Vân và ba người khác tại Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân và hiện chưa khởi tố thêm tội danh nào khác. Từ cơ sở điều tra bước đầu với những chứng cứ tài liệu liên quan, đến ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 người gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trường Dương, 27 tuổi, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Tất cả các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn. Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 bị can, riêng ông Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Cũng liên quan đến vụ án này, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Theo Đại tá Văn Công Minh, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng rất mong muốn có thông tin để cung cấp cho báo chí và bạn đọc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra luôn phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án để đảm bảo quy trình chặt chẽ. Sau khi có kết luận, chúng tôi mới chính thức cung cấp thông tin được cho báo chí, Đại tá Minh nói. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao đồn thổi chia sẻ thông tin, Công an huyện Đức Hòa thu giữ được cuốn sổ tay ghi lại chuyện nhạy cảm của ông Lê Tùng Vân với những phụ nữ trong Tịnh Thất Bồng Lai. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần điều tra xử lý nghiêm ông Vân về tội loạn luân để răn đe. Công an huyện Đức Hòa đã khám xét Tịnh Thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Tuy nhiên, không hề có cuốn hồ sơ tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi chia sẻ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cũng theo nguồn tin trên, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội danh loạn luân cũng đang được nhà chức trách điều tra làm rõ, nhưng khó xác định hành vi phạm pháp của ông Vân vì chưa có đơn phản ánh và vấn đề này cũng phức tạp.